Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 24 tháng 10 năm 2022, tức ngày 29 tháng 9 âm lịch, ngay Canh Tuất, cụ thể như sau. Trực kiến, tốt với xuất hành, giá thú nhưng nên tránh động thổ. Tuổi xung ngày, Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Tuổi hợp trong ngày, ngay Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc và hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi may mắn bất ngờ trong ngày thứ hai này sẽ là các tuổi Mão, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, thường quan giáng họa, người tuổi Tý cần chú ý khiêm tốn, giữ mình, dù có đạt được thành công cũng chớ vội kiêu ngạo. Khi bắt tay vào làm việc gì thì nên cẩn thận, bởi sự bất cẩn có thể khiến cho bạn gây ra những tai họa không đáng có. Có một số người trẻ tuổi vẫn ở trong giai đoạn công việc bấp bênh, chưa vững chắc. Bạn có thể có suy nghĩ thay đổi công việc và hoàn cảnh làm việc để tìm ra điểm mạnh cho mình. Ngoài ra, bạn cũng nên lắng nghe, góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Thổ khắc thủy, vợ chồng sống dưới cùng một mái nhà, khó tránh khỏi những lúc căng thẳng, tưởng chừng như chiến tranh có thể nổ ra ngay lập tức. Rơi vào tình thế như thế này thì bạn nên giữ bình tĩnh, đồng thời ngừng thảo luận, đợi đến khi cả hai bình tĩnh lại rồi thì hãy tiếp tục. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim cần hành xử một cách khiêm tốn. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy bất cẩn có thể gây ra rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa hãy thử thay đổi công việc của mình. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ chú ý lắng nghe mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc không nên tranh cãi nóng này với nửa kia. Còn số may mắn 3, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh da trời, quỷ nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chính ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu làm công ăn lương có thể nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân trong ngày này. Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, bạn sẽ gây thiện cảm với mọi người xung quanh, giúp cho công việc ngày càng thuận lợi hơn. Với những người đang phải đối mặt với các kỳ thi cử, ứng tuyển thì bạn cũng có thể đạt được cái đích mà mình đặt ra. Hãy dành thêm nhiều tâm huyết vào công việc mà mình đang làm, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, thổ vượng lại cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần phải quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, cũng không nên ăn đồ cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy dễ gây thiện cảm với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa đạt được cái đích đã đặt ra từ trước. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ hãy dành nhiều tâm huyết vào công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc chú ý hơn tới chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Còn số may mắn 2, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, mộc thổ xung khắc cho thấy người tuổi Dần thường đặt sự nghiệp lên trên tình cảm nên quan hệ vợ chồng thường khá lạnh nhạt. Bản mệnh nên biết trân trọng những gì mình đang có và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Với những người độc thân, dường như bạn đang quá kiêu ngạo nên dễ coi thường những ai muốn tiếp cận mình. Vì vậy, bạn khó có thể tìm được một người ưng ý hoặc là dù có bắt đầu một mối quan hệ thì cũng khó có thể lâu dài. Chính tài nâng đỡ, đường tài lộc của bản mệnh khá sáng. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thì bạn nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy quan hệ vợ chồng lạnh nhạt.
Tử vi tuổi Bình Dân, Hỏa, hãy biết trân trọng những gì đang có. Tử vi tuổi Mậu Dân, Thổ, chớ nên coi thường người khác. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, đương tài lộc có nhiều triển vọng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, nên mạnh dạn ký kết hợp đồng. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường xanh lục, xanh rêu, quỷ nhật phù trợ Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Mão hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này, bạn có thể dựa vào sức của chính bản thân mình để đem lại một khoản lợi ổn định, giúp cải thiện cuộc sống. Người làm công ăn lương, luôn chăm chỉ, chịu khó, chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên luôn yêu mến một nhân viên, sẵn sàng sống pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn như bạn. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc là hướng Tây Nam để gặp được tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn và thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hãy tiến hành kế hoạch đã đặt ra. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, nhận được khoản tiền lợi nhuận. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, có cơ hội nhận được tiền thưởng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, công lao sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nên xuất hành theo hướng hoàng đạo. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường xanh ngọc, xanh lá cây, quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày, cục diện tương xung ám hại khiến công việc vốn đang tiến triển tốt từ trước đó của người tuổi Thìn bỗng dưng vướng phải trục trặc, phải trở ngại. Bạn cần phải bình tĩnh để tìm ra cách xử lý hợp tình hợp lý. Dù làm ở vị trí nào đi nữa thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn khi trao đổi với mọi người. Không nên nóng nảy, khăng khăng theo ý mình, dễ gây mâu thuẫn trong các mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè. Tài giỏi đến mấy thì bạn cũng cần phải biết cách làm việc nhóm. Thổ vượng khuyên người làm lãnh đạo chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc độ nhìn nhận sự vật, sự việc. Bạn sẽ tìm ra hướng đi mới trong công việc và không còn áp đặt cho người khác nữa. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, bình tĩnh, tìm ra cách giải quyết phù hợp. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, không nên khăng khăng, làm theo ý mình. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, hãy học cách làm việc với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, chớ giữ những suy nghĩ áp đặt. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường xám, cà phê, quỷ nhân phù trợ Thân, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, Hỏa sinh thổ, người tuổi Tỵ còn độc thân đã biết chú ý hơn đến bề ngoài của mình. Nhờ biết cách trừng diện làm dáng, bạn có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt của người đối diện. Đồng thời, bạn cũng đã rất chủ động trong việc làm quen với người khác. Dù là nam hay nữ, khi nhận được nhiều tình cảm của người khác giới, bạn mệnh cũng cần nghiêm túc với chuyện yêu đương, không nên giữ mối quan hệ mập mờ với nhiều người một lúc hoặc là có mới nơi cũ, không biết thỏa mãn với thực tại. Thường quan cản lối, người làm lãnh đạo cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của mọi người, đồng thời giao đúng người đúng việc, không nên quá chủ quan, độc đoán, gây ức chế cho người khác, khiến cho chất lượng công việc giảm sút. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, nhận được sự chú ý của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, chủ động trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy nghiêm túc trong tình yêu. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, chưa nên áp đặt mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, quan tâm hơn đến suy nghĩ của người khác. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hôm nay, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ nhanh chóng thích nghi với những môi trường làm việc mới và sẵn sàng phát triển với những mục tiêu rõ ràng. Sự chủ động cũng giúp cho bạn không bị bất ngờ hoặc là bị phụ thuộc vào cái nhìn của bất cứ ai. Nhờ có tinh thần hăng hái và phấn chấn, bạn không ngại tiếp xúc với những khó khăn, trắc trở gặp phải
và dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Cấp trên có thể giao cho bạn công việc để thử thách năng lực trong ngày này. Hỏa sinh thổ, bạn và nửa kia cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Nếu có thời gian dành thì hai người có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình hoặc là ôn lại những kỷ niệm đã qua để hâm nóng cảm xúc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa dễ gây ấn tượng tốt với lãnh đạo. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ vợ chồng nên hâm nóng cảm xúc với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc được sống trong một gia đình hạnh phúc. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường cam, vàng, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hàng ngày, tương hình đem tới những tác động tiêu cực cho người tuổi Mùi. Người có chức cao vọng trọng hoặc là làm lâu cho một công việc gì đó có thể trở nên bảo thủ, chậm chạp, trì trệ trong việc thích nghi với những xu hướng mới. Những người làm ăn lớn muốn thu được lợi nhuận thì cần phải cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình. Bởi không phải cứ khi nào muốn mở rộng kinh doanh là sẽ nhận được khoản lời lãi như mình mong muốn. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày 29 âm lịch, nhân thần ở phía trong xương cung, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và châm chích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim chậm chạp trong việc bắt kịp xu hướng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy chưa nên giữ những suy nghĩ bảo thủ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa hãy cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ chưa nên nghe theo lời rủ rê của người khác. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường xám, nâu, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Mùi. Tử vi tuổi Thân, tử vi hàng ngày nhận thấy Thổ sinh Kim, người tuổi Thân tự tin thể hiện được những điểm mạnh của mình, gây ấn tượng được với người khác giới. Thời điểm này, bạn có nhiều cơ hội để làm quen với các đối tượng triển vọng, thậm chí là nhanh chóng tìm ra được người phù hợp với mình. Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Đôi bên không chỉ biết cách trò chuyện, lắng nghe nhau mà còn biết bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau trong quá khứ. Tiếc rằng trên phương diện sự nghiệp có tỷ kiến á ngữ, còn giáp này cần bình tĩnh lại để có thể nhìn thẳng vào thực tại trước mắt, không đưa ra những quyết định mù quáng và vội vã. Bạn cần biết rằng nhiều khi thực tế lại không hề trùng khớp với suy nghĩ của bạn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa đôi bên đã biết tha thứ và bao dung cho nhau. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ dễ gây ấn tượng với người khác giới. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc nên nhìn thẳng vào thực tế. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim chưa nên đưa ra những quyết định mù quáng. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày chỉ ra rằng tam hội xuất hiện báo hiệu có một ngày đầy may mắn với người tuổi Dậu. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa chính là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, chỉ dẫn mọi người xung quanh đạt được thành công, mang lại lợi ích to lớn cho tập thể. Có thể bạn còn được cất nhắc lên một vị trí cao hơn nữa. Trong chuyện tình cảm, Thổ sinh Kim khuyên người còn độc thân hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu và trò chuyện với mọi người. Việc nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể cũng giúp cho vận đào hoa của bạn phát triển rực rỡ hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa quan hệ xã giao rất thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ chỉ dẫn mọi người gặt hái thành công. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim hãy nhiệt tình hơn khi trò chuyện với mọi người. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất,
Xem tử vi hàng ngày, thiên ân che chở, người tuổi Tuất có thể đạt được thành tích tốt trong việc học tập, thi cử, hoặc tìm được môi trường làm việc phù hợp với năng lực cũng như tính cách của mình. Hãy tự tin hơn nữa và tìm cơ hội phát huy điểm mạnh của bản thân, rồi bạn sẽ thăng tiến một cách nhanh chóng. Hôm nay còn là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư kinh doanh ký kết hợp đồng. Nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc là đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì bạn nên nắm bắt cơ hội ngay. Chắc chắn bạn sẽ kiếm được khoản khá khá trong tương lai. Trong ngày nay, vị trí của tài thần ở hướng Tây Bắc, phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, tìm được môi trường phát triển phù hợp. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, ký kết được những hợp đồng có giá trị. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, hãy phát huy điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, có cơ hội để thu về một khoản khá khá. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, hãy thực hiện công việc theo đúng như kế hoạch. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, thực thân che chở, người tuổi Hợi làm đầu tư kinh doanh sẽ nhận được một khoản thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi do đôi bên đã tin tưởng và hợp tác ăn ý với nhau. Người làm nghề tự do cũng dần dần tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường. Vì thế, dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt thì bạn cũng không cảm thấy quá lo lắng. Càng ngày, bạn sẽ càng mở rộng được mối quan hệ của mình với các khách hàng và đối tác mới. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng nên tránh động thổ. Vì vậy, bản mệnh cần phải sắp xếp công việc để thực hiện sao cho phù hợp. Có như vậy thì quá trình tiến hành mới có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi như mong đợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, nhận được khoản lợi nhuận ổn định. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đối tác khách hàng rất tin tưởng bạn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, dần tìm được chỗ đứng cho mình. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, không sợ đối diện với cạnh tranh gay gắt. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, sắp xếp công việc sao cho phù hợp. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Dần, Mùi. Đánh giá tử vi thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Ngọ hay tuổi Dậu. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Tý hay con giáp tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé.